Tài, Tài ơi Tài, Tài. Hả? Có chuyện gì vậy? Giờ mày bị bắt đi rồi kìa. Cái gì? Chạy về lẹ lên. Ê, ê, chờ tao với. Thả tôi ra. Mình ơi Mình. Mình ơi. Thiên Kiều. Sao rồi? Có vợ mày trong đó không? Không. Tài ơi, Tài, Tài. Sao giờ này mày mới về? Vợ mày bị tụi lính mới đưa đi rồi. Đi lâu chưa chú Tư? Chừng nửa canh giờ hả? Đang ra ngoài bến thuyền đó. Ê, đi cẩn thận nha mày. Bây giờ mình có chạy ra đó đuổi kịp theo họ thì mình cũng không thể làm được gì. Xin hãy giúp ta giành lại vợ. Thiên Kiều, bỏ chạy rồi kìa. Bắt nó lại, bắt nó lại. Có kẻ dám cướp cung nữ trên đường tiến cung, ngươi hãy tìm bắt tên đó và lôi đầu hắn ta ra công đường trị tội. Dạ, xin tuân lệnh.